4 xu hướng chụp ảnh cưới tạo trend 2019-2020. Album ảnh cưới không chỉ gói gọn trong những chiếc váy cưới và những bộ vest nữa, mà đa dạng hơn trong phong cách phối trang phục, lựa chọn địa điểm, phong cách chụp, decor. Đó là những tiêu chí không thể thiếu để có một cuốn album cưới đẹp và chất. Chụp ảnh cưới theo phong cách Hàn Quốc. Concept chụp ảnh cưới trong nhà theo phong cách Hàn Quốc là xu hướng không hề mới nhưng luôn dẫn đầu và được giới trẻ lựa chọn nhiều hơn cả trong những năm gần đây. Sự tự nhiên trong phong cách make up cùng bộ váy tinh tế, sang trọng đã tạo nên nét trẻ trung tươi sáng cho các cô dâu. Kết hợp với phông nền và những góc decor bắt trend, mang lại một album ảnh cưới đậm chất Hàn Quốc. Chụp ảnh cưới kết hợp du lịch. Đây là xu hướng hiện đại được giới trẻ châu Á và Việt Nam ưa thích. Chụp ảnh cưới kết hợp du lịch sẽ giúp các cặp đôi tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Một công đôi việc, uyên ương vừa có ảnh cưới đẹp, vừa có những giây phút ý nghĩa, riêng tư cùng người thương trước ngày cưới. Các dịch vụ như ăn ở, đi lại ngày càng trở nên tiện lợi và dễ dàng. Chỉ cần 3 đến 4 ngày, bạn đã có một chuyến đi xa thú vị. Tại Việt Nam, đa số các cặp đôi thường chọn cho mình những địa điểm cảnh quan đa dạng như Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Chụp ảnh cưới theo phong cách cổ trang Trung Quốc. Chụp ảnh cưới cổ trang Trung Quốc mới xuất hiện tại Việt Nam cách đây một vài năm, nhưng đã khiến giới trẻ bị mê hoặc và được dự báo sẽ hot hơn bao giờ hết vào thời gian tới. Giờ đây, không khó để những mọt phim Hoa ngữ có thể sở hữu một bộ ảnh cưới với phong cách này. Trang phục cầu kỳ đúng chất là điều không thể bỏ qua khi chụp ảnh cưới phong cách này. Cá tính của bạn cũng được bộc lộ một cách rõ nét hơn. Phong cách chụp ảnh cưới retro. Retro là một trong những gu thời trang cổ điển đang rất được ưa thích, cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Năm nay, ảnh cưới retro trở thành một trong những phong cách được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn. Bộ ảnh cưới mang phong cách retro sẽ phảng phất một chút hơi thập niên 80, 90, gợi cho người xem được như quay ngược về quá khứ. Màu ảnh chủ đạo trầm lặng, hình ảnh nhuốm màu thời gian, trang phục để thực hiện shot hình cũng vô cùng đơn giản. Để làm bật được nội dung hình ảnh, chú rể chỉ cần bảnh bao với sơ mi trắng, cà vạt, quần Âu, cô dâu nữ tính trong bộ áo dài truyền thống. Điểm nhấn của những bộ ảnh cưới mang theo phong cách retro không phải là trang phục hay bối cảnh, mà quan trọng là cảm xúc và thần thái của các nhân vật.